Hi everyone, so happy Friday. A week just went by super quick, and today is my last day of working this week, and tomorrow we're off to Montreal. We're going to GE Hui and then Mom 30th year anniversary. Married for 30 years, that's quite a challenge and a test, like a stress test. So super excited. I have been to Montreal, but that was like in 2017 with Anyuk and Japong. I remember the last time I was in Montreal was One Body Village had a concert, and Japong was over from the US, and then Anyuk took me to Montreal. So I haven't been back to Montreal since 2017, and tomorrow we're going to Montreal, and I'm going to make a trip to Đền Thánh Như Xe. Kelly nghe nói cái Đền Thánh Như Xe ở Montreal lâu lắm rồi, nhưng mà chưa có dịp đi. Ở đây gần 41 năm, no, 38 năm chứ, mà chưa có dịp đi. Cho nên lần này nhất định phải ghé Đền Thánh Như Xe để tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ để mà đã cầu bầu và đã ban muôn ơn lành cho Kelly. Kelly cảm nhận được mình đã được Chúa thương mình lắm, và mình cảm nhận được cái hạnh phúc hồng ân đó. Cho nên không những riêng cho Kelly mà Chúa ban ơn lành, và Đức Mẹ ban ơn lành cho những người chung quanh Kelly nữa. So praying for everybody. So I am going to Đền Thánh Saint Joseph, Đền Thánh Như Xe ở Montreal. So ai có ước nguyện gì thì có thể comment ở dưới, hoặc là có thể text riêng Kelly. Kelly có thể cầu nguyện dùm cho các bạn. Cho nên vì thế sẵn Kelly đi thì Kelly biết cái Đức Thánh ở Đền Thánh Như Xe rất là powerful, rất là hay. Cho nên nếu mà có các bạn nào mà đang bệnh, hay là có gia đình đang bệnh mà cần nước thánh, mà không đi xuống dưới Montreal được, thì sẵn Kelly đi. Thì ai có cần thì cứ nhắn tin cho Kelly biết, và Kelly có thể đem về dùng cho các bạn. Tại vì những lúc mà mình đau yếu, bệnh tật, thì nói thật với các bạn, không có tiền nào trên thế gian này, không có cái vật chất gì trên thế gian này có thể mang cho mình cái niềm an ủi và bình an bằng ơn Chúa cả. Cho nên that is my weekend this week. So okay, back to the point. Nhìn thấy cái này á, là biết tới tháng 8. Ở nơi khác thì Kelly không biết, nhưng mà Kelly biết là ở Toronto, tới cái mùa mà thấy mấy cái trái này nè, cái trái này Kelly rất là thích ăn. Hồi xưa cái này thì hơi gớm tí xíu, nhưng mà hồi xưa thì Kelly rất thích ăn cái nho này. Và mỗi lần ăn cái này là chỉ có vào tháng 8 thôi. Tại vì ở đây, ở Toronto, Canada, thì chỉ có cái tháng 8 có cái này. Mà Kelly, mỗi lần hồi xưa, cái đây là cái kỷ niệm mà Kelly ra Nhật. Hồi xưa thì Kelly thích ăn cái nho, nhưng mà Kelly chỉ ăn cái Kelly ăn cái ở trong thôi. Kelly bỏ cái vỏ, mà anh Nhật cứ nói rằng là ăn cái vỏ nó mới thâu tiền. Nhưng mà Kelly lại không thích ăn cái vỏ, cho nên Kelly thì ăn cái trong, còn anh Nhật thì ăn cái vỏ để không phung phí. Cho nên bây giờ mà nhìn mấy cái trái này, hồi nãy mới đi đi bộ ngoài đường Blue Street, tại vì rảnh quá mà các bạn, cho nên đi bộ thấy, thì khi mà thấy cái này là biết tháng 8 sắp hết rồi. Tại vì cái này nó chỉ mọc sau tháng 8 thôi. Thì ai mà chưa ăn cái này á, đây, nó như thế này nè. Đó, cái tánh của Kelly hơi cà chớp, ăn ở trong chứ bỏ cái này. Hồi xưa thì anh Nhật nói cái này là cái
cái tốt nhất, nhưng mà Khơi lại không thích ăn. Rồi xong nó có mấy cái hộp rồi các bạn, phải bỏ nha. Cho nên cái này á, ai mà chưa thử này thì đừng có thử. Ăn là ghiền á. Khơi thì ngồi á, Khơi thì có thể nút cả mấy trăm cái này luôn à. Và mỗi lần á mà Kelly, tại vì tính của Kelly, I can't sit still, không có ngồi yên được. Cho nên chỉ khi mà Kelly ngồi yên mà không chạy tứ tung là khi Kelly ăn thôi. Mà ngồi ăn này á, nó chua chua, nó ngọt ngọt, ngon lắm các bạn. Ăn là ghiền. Cái này nó mắc, nó còn mắc hơn cái nho bình thường nữa các bạn. Mà hả, có cái nho giống như cái dòng nho này nhưng mà nó ở California, nó màu tím tím đỏ đỏ, ngon lắm. Cho nên thường thường thì Kelly không thích ăn nho đỏ hoặc nho xanh, nhưng mà Kelly có thể ngồi mà nút cái này cả tiếng đồng hồ. Cho nên đây là mùa nho này nè. Và cái nho này không phải là nho bình thường nha. Nho này là nho, nghe đồn mới là nho rượu. Và nó phải tím như vậy này nó mới ngon các bạn. Nếu mà nó còn trong trong đỏ đỏ thì nó không ngon. Thấy không? Nhìn giống màu tóc của Kelly vậy chưa? Cho nên buồn buồn hết các bạn, ngồi giết giờ ăn ăn nho. Anh Nhật nói ăn cái này tốt lắm, dễ tiêu quá. Thôi thì thích ăn chua với cay, cho nên cái này nó chua nhưng mà nó không cay, nhưng mà không sao, vẫn ngon như thường đó. Sau thì mua một thùng luôn. Bạn nào mà chưa bao giờ ăn á, muốn ăn thì ghé theo thì Kelly cho một miếng. Ăn là ghiền á. Và cái điều mà khi ăn này á, mình vừa ăn mà mình muốn ngừng cũng không ngừng, tại vì nó vẫn còn. Cái này là cái tâm lý các bạn. Có nghĩa là mình thấy cái này nó còn à, mình cứ muốn nút cho nó hết. Cuộc sống của Kelly á, thì thật sự Kelly rảnh nhất là khi Kelly đi làm. Tại vì ở đây á, ở chỗ salon thì có cô thư ký đằng kia kìa. Cổ ngồi đó thì cổ book khách cho mình. Thì khi mà một cái ngày của mình nó có giờ giấc thời khóa biểu thì nó hiệu quả, nó xong việc. Còn khi mà cho nên Kelly, Kelly ổn định nhất là khi Kelly đi làm. Còn khi Kelly ở nhà là đủ thứ việc, vừa có việc rồi vừa có con nó nhoi nhoi ở nhà. Cho nên làm việc ở nhà nó kém hiệu quả hơn là đi làm. Mà thật sự nó đi làm chứ thật sự Kelly thấy giống như Kelly đi chơi vậy. Tại vì tới đây Kelly làm về nhà nhanh tóc. Cho nên khi mà Kelly tới chỗ làm thì mỗi ngày Kelly làm biểu cho người, cho khách, gặp khách và mình tiếp xúc với khách. Cho nên Kelly thấy, không biết những công ăn việc làm khác như thế nào, chứ Kelly thấy công việc của Kelly chúa thương cho Kelly đam mê cái nghề làm điệu làm tóc. Mà Kelly cảm thấy như là mình đi chơi mỗi ngày chứ không phải đi làm. Đây các bạn, thật sự á, Kelly ngồi ở đây hôm nay là ngày thứ sáu. Sau thì đi làm mặt đầu sau thì cứ nhớ tới Face Việt Nam không à.
Sao yêu thích cái sinh hoạt, sao yêu thích gặp gỡ những anh chị em dân người dân tộc của mình, sao yêu thích làm những cái sự kiện thiện nguyện để giúp cho những cái cause này cause kia, đặc biệt là cái cause chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục các em. Cho nên theo là Sally làm mười mấy ngày một tiếng hay là làm cả tuần hay cả quanh năm như Sally cũng không thấy mệt. Sally không biết những trẻ em á có một cái sức mạnh gì over cái tâm trí của Sally mà làm cho Sally có thể làm bán mạng mà Sally không có thấy mệt, không thấy chán. Càng làm thì cứ muốn làm thêm. Cho nên nhiều lúc cũng thấy mình hơi bị hơi weird, nhưng mà đó là sự thật. Cho nên tuy là thấy Việt Nam đã qua cả 3-4 tuần rồi, mà trong đầu của Kelly á, Kelly nhớ từng chi tiết một. Kelly có thể kể cho các bạn biết cái tuần chase ở Việt Nam vừa qua là ngày nào làm gì và 3 ngày sự kiện cái gì xảy ra Kelly đều nhớ hết. Nó in sâu vô cái đầu của Kelly như vậy á. Cho nên hỏi sao mình không bị các bạn trong team của mình họ chửi, họ nói chị ơi chị đừng bày nữa, em mệt quá rồi, em còn nghỉ ngơi, chị bày nhiều quá em đeo không nổi. Nhưng mà sao bị không biết sao, thôi chị thấy rằng là cuộc đời ngắn ngủi của các bạn, bây giờ mà có sức khỏe có thể làm được mà không làm thì sau này như ba của Kelly hay là như anh Nhật, dù cho có mong ước muốn làm cũng không làm được. Cho nên đi làm mà cái đầu cứ nghĩ tôi thấy Việt Nam, cho nên buồn quá trời. Nguyên một năm trời chuẩn bị làm sự kiện, nhắm mắt một cái thời gian qua quá là nhanh. Thế Việt Nam đã qua gần hơn 3 tuần rồi các bạn, trong khi trước Thế Việt Nam thì chạy đôn chạy đáo, chạy như con dịch vậy đó. Và 3 ngày sự kiện cũng chạy như điên. Nó xong cái bây giờ nhìn lại nó đã qua hết 3 tuần rồi, cho nên buồn quá trời. Buồn là tại vì khi mà nó diễn ra mình bận rộn quá, mình không có thời gian để mình absorb nó, mình không có thời gian để mình enjoy nó, là tại vì cứ tập trung để làm sự kiện. Và các bạn thiện nguyện viên và các anh chị trong ban tổ chức cũng chạy sự kiện mệt quá, cho nên cả bản thân họ cũng không có enjoy được. Cho nên tụi này là dân ham ăn, thích ăn uống, thích đi thưởng thức món ăn Việt Nam. Cái cuối cùng tổ chức cái lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam mà cuối cùng không enjoy được và cũng không ăn được, tại vì 3 ngày sự kiện là chạy sắp xuất quần rồi các bạn, không có thời gian để mà đứng xếp hàng, tại vì các gian hàng á bán rất là đắt và tại đồ ăn rất là ngon. Cho nên nhìn cái gian hàng mà 3-4-50 người là thôi quải, là tại vì đâu có thời gian mà 1-2 tiếng đứng chờ. Cho nên 3 ngày tham gia sự kiện thấy sự Việt Nam Festival mà lại ăn đồ ăn, nghĩa là không ăn được cái đồ ăn của cái lễ hội mà ăn đồ ăn của volunteer. Thì thật sự là đồ ăn của volunteer có ăn là may rồi, nhưng mà cái vấn đề là đi lễ, Kelly thích đi lễ hội là rất là thích đi những cái nơi mà bán đồ ăn Việt Nam để mình có thể thưởng thức, mình chơi. Cho nên Kelly rất mong sau này trong cộng đồng chúng ta sẽ có thêm các hội đoàn khác, thêm bạn trẻ, thêm nhóm khác tổ chức nhiều cái lễ hội như là Thấy Việt Nam để Kelly có thể đi enjoy. Chứ năm thứ tư rồi các bạn, tổ chức Thấy Việt Nam năm thứ tư mà hả, sự kiện mình không có ăn được gì mà cũng không enjoy được gì luôn, cứ cắm đầu cắm cổ làm với các anh chị trong ban tổ chức với các bạn thiện nguyện viên, không còn thời gian để ăn. Và cuối cùng sau cái sự kiện á thì chỉ thấy những cái TikTok video, những cái Instagram, những cái Facebook post
nhìn sao mà đồ ăn ngon thèm, nhưng mà cuối cùng mình ở tại sự kiện đó thì lại không ăn được. Sắp xong rồi các bạn. Có ông thư thì nói mà ăn là ghiền, mỗi lần ăn là phải ăn cho hết. Cái này thì hơi cái này là ok. Bây giờ anh cái này là những kỷ niệm rất là dễ thương của Kelly và anh Nhật. Thì mỗi lần Kelly ăn thì Kelly nhớ tới anh Nhật. Tại vì hồi xưa Kelly rất là thích ăn cái này và anh Nhật mua cho Kelly ăn. Mà khi Kelly ăn á, Kelly núp cái ruột ở trong thôi, còn Kelly bỏ cái này. Nhưng mà anh Nhật nói là cái này á là nó bổ nhất. Bắt Kelly ăn mà Kelly nhõng nhẽo, Kelly không ăn. Cho nên rốt cuộc thì Kelly ăn cái ở trong rồi đưa cho anh Nhật cái ở ngoài. Anh Nhật nói là phung phí. Cho nên bây giờ ngồi ăn cái này thì rất là nhớ tới anh Nhật. Thật sự anh Nhật rời xa Kelly cũng hơn 4 năm rồi các bạn. Nhưng mà vì Kelly vẫn tiếp tục cái sứ mệnh, Kelly vẫn tiếp tục cái legacy của ảnh. Và Kelly kêu ảnh một ngày chắc cũng khoảng 20 lần. Đau bụng cũng kêu anh Nhật, chạy xe cũng kêu anh Nhật, rồi quên cái này cũng kêu anh Nhật. Có nghĩa là Kelly không biết ảnh có trách Kelly không, nhưng mà dù cho ảnh đã rời xa cái đất này hơn 4 năm, nhưng mà Kelly luôn cảm thấy rằng ảnh luôn ở bên cạnh. Chỉ là bây giờ ảnh ở bên cạnh mình qua một cái hình thức khác, không còn qua xác thịt nữa, nhưng mà qua một cái tâm linh, một cái Kelly luôn tin rằng ảnh luôn dõi theo Kelly và luôn đồng hành cùng Kelly. Cho nên thôi không nói nữa, nói mất công lại mít ướt, đang đi làm không mít ướt được. Đó thì đây các bạn, rồi một chùm nữa là xong rồi nè. Ngon lắm đó các bạn, ai mà chưa thử cái nho này phải thử nha. Cái này nó chỉ có vào tháng 8 thôi, tháng 9, tháng 10 các bạn mà muốn ăn cũng không có mà ăn đâu. Cái này á Kelly mua ở ngoài chợ là 5.99 đồng một thùng. Chưa không? Nhà anh chị nào mà có chồng này nè mà không ăn á thì cho Kelly biết, Kelly tới mua ủng hộ. Kelly thích lắm. Nè, giờ không nói nữa, để gắng ăn thôi, ăn lẹ được không nha. Hồi xưa Kelly anh Nhật còn ăn đuôi với nhau nữa. Có ai ăn lẹ không? Cho nên cái nho này nhiều kỷ niệm lắm các bạn. Mấy cái này nè không ngon bằng, tại nó còn nó chưa chín. Các bạn phải lấy mấy cái mà đậm đậm á thì nó sẽ ngon hơn. Và các bạn biết không, cái này á uống cũng không ngon mà ăn như vậy nè mới ngon. Sắp xong rồi.
Cố lên. Rồi xong. Kelly thường thường bận quá không có thời gian ăn trái cây. Cho nên hôm nay ăn nghĩ là khá lắm rồi các bạn. Đủ vitamin C cho một ngày. Rồi. Xin chào các bạn, chúc cả nhà một cuối tuần an lành. Như Kelly nói là cuối tuần này Kelly đi đền Thánh Như Xe ở Manchester. Cho nên nếu các bạn nào mà không khỏe hay là có gia đình bị bệnh mà muốn Kelly mang về dầu thánh của đền Thánh Như Xe thì để sức cho người bệnh hay là sức cho mình thì cứ message Kelly nhé. Xin chúc mọi người một cuối tuần an lành và xin hẹn gặp các bạn trong những video khác. Xin chào các bạn. Bye bye.